chào mọi người, lâu lắm mới livestreaming nói chuyện trò chuyện với cả Miniac Hàn Quốc. Vẫn chưa lên live, vẫn chưa live. Mọi người hãy thả tim cho mình biết để mình biết là mọi người đã nhìn thấy Mini. Ok, tại vì chỗ này thì ba giờ hơi chập chững chút xíu. Hey. Các bạn nghe thấy tôi không? Xin chào Minh Huyền, xin chào Đà Lan Anh, xin chào Linh, xin chào Hằng, chào Trung Kiên, xin chào Hải, Vịnh Thanh Tú, Bùi Ngọc, Thị Định. Yeah, con số nó tăng lên rất là nhanh, xin mọi người. Hi. Xin chào Kiều Trang và Tùng Dương và Thúy Hồng và Bạch Dương. Hi Quỳnh Mão. Ok, có vẻ rất là nhiều người tham gia rồi. Thì bây giờ lâu lắm rồi mình mới livestreaming nói chuyện với mọi người đúng không? Để thông báo một tin rất là vui ngày hôm nay, đó chính là thời tiết Hà Nội đang trở lạnh, rất là lạnh rồi. Và mình là một sinh vật xứ lạnh nên là rất thích khi thời tiết như thế này và rất là dễ chịu. Không biết là ở thành phố mọi người đang sống thì thời tiết bây giờ đang như thế nào? Hãy comment cho mình biết nha, cùng nhau chia sẻ nào. Ok, mọi người bảo thì là Sài Gòn đang rất là nóng. Mình cũng vừa mới ở Sài Gòn cái này 3 hôm và cũng đã được trải nghiệm cái thời tiết nắng nóng trong đó rồi. Và nghe các bạn fan Sài Gòn bảo là ở trong Sài Gòn thì chỉ có hai mùa thôi. Một là mùa nóng, hai là mùa nóng hơn. Thật sự là... Và vừa rồi thì ngày hôm trước mình có tới Đà Nẵng diễn. Và thời tiết ở trong đó có khi còn lạnh hơn cả Hà Nội. Rất là thích. Bây giờ thì mình đang lang thang ở khu Mỹ Đình và đang ở trước Circle K. Và nhân ngày hôm nay trời rất là lạnh, mình đang đi chơi và nghĩ rằng là sẽ tiếp tục đóng vai Min Ham Ăn và sẽ cùng các bạn trải nghiệm một món kem mà mình rất là thích. Các bạn đoán ra đó là kem gì không? Yeah, mình ở trong gian hàng của Circle K rồi. Các bạn nhìn xung quanh đi. Yeah. Right. Và bây giờ thì mình sẽ đi chọn món kem mà mình thích nhé. Trời lạnh như thế này mà ăn kem thì cảm giác rất là tuyệt vời. Ok. Để cho quay lại màn hình cho mọi người xem một chút nha. Ta-da! Ngày hôm nay thì vị mà mình chọn sẽ là Walls Cornetto, dâu hạnh nhân. Các bạn biết đấy, nếu mà ai mà theo dõi mình từ lâu thì biết là mình rất là thích dâu. Và khi mà chọn kem thì biết rằng là mình cũng sẽ chọn kem dâu đầu tiên rồi. Rồi, đóng tủ lại đã. Rồi. Đánh tên tên. Rồi. Chờ xíu nha, để mình có thể nhìn các bạn rõ hơn được gọi. Hiện tại thì mình đang ở Circle K ở Đơn Nguyên 4, Mỹ Đình, Nam Tử Liêm. Lâu lắm mình mới có dịp qua chỗ khu này chơi. Vì là thường thì đến Mỹ Đình diễn sẽ là đi diễn, còn chưa bao giờ được lang thang đi bộ ở đây và ngắm nhìn phong cảnh như này cả. Đúng rồi, chứ gì ăn còn phải trả tiền nữa chứ. Yeah. Quên mất sẽ định ăn mà không trả tiền. Em ơi, chị hỏi là cái kem này bao nhiêu tiền nhỉ? 26.000 đúng không? Em có thể chào các bạn khán giả đang xem được không? Ok, bây giờ mình sẽ mua chiếc kem này với giá 26.000 nhá. 26.000. Giờ vàng có được khuyến mại đó chứ? Giờ vàng đã được khuyến mại ấy. Dạ vâng, giờ vàng không mát cho mua kem thứ hai để giảm giá 50%. Chị có dùng thêm không chị? Chị sẽ ăn hết chiếc kem này đã xong rồi chị sẽ mua tiếp cái thứ hai. Ta-da! Cornetto Walls, dâu hạnh nhân. Nghe cái tên đã hấp dẫn rồi đúng không?
cái bản tính háu ăn của Minh đã chuẩn bị dậy. Chị có 22.000 thôi chị ạ. À, chị cảm ơn em. Chúc chị ngon nhé. Cảm ơn em. Bản hàng rất là đáng yêu đúng không? Minh vừa mới nghe bạn ấy bật mí ra là đang có một cái khuyến mại rất là hay ho tại Circle K. Đó chính là... Đáng đen. Chính là bạn sẽ được giảm giá 50% ở cái World Connector thứ 2 khi bạn mua. Và khi mà bạn đến Circle K từ 11 giờ đến 13 giờ trưa, đồng thời để cái khuyến mại này sẽ có từ ngày 1 tháng 11 cho đến ngày 5 tháng 12 tại các cửa hàng Circle K. Và cái khuyến mại thứ hai đó chính là tặng vé CGV cho cặp đôi may mắn khi mà bạn selfie cùng Connector và đăng Facebook cùng với cả hashtag selfie Melly mong kem thỏa chí và share ảnh chụp này lên Zalo Walls của Việt Nam, các bạn sẽ có cơ hội được nhận vé CGV xem phim miễn phí cho một cặp đôi. Em là tình nhân hãy nhớ cái chi tiết này nha. Còn bây giờ thì Min sẽ thưởng thức chiếc kem này và chia sẻ cái cảm nghĩ của Min về cái kem này đối với cả mọi người nhé. Đầu tiên thì bao bì rất là hấp dẫn, vì Min thích dâu nên là nó đã hấp hồn Min ngay lập tức rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bóc nó ra xem. Ê cười. Một cái bóc kem không được dịu dàng cho lắm nhưng mà cái kem phải an toàn. Rồi. Rồi. Các bạn nhìn này, ngon hem. Ở trên có một lớp hạnh nhân ở giữa này, sau đó là mình nghĩ rằng là một lớp siro dâu tây bọc ở bên ngoài là kem tươi. Còn ở dưới này này, các bạn không biết là nhìn rõ màu không? Kem tươi này, rồi đến dâu này, kem dâu này và một lớp sô cô la mỏng ở ngoài nữa. Rất là ngon. Ta-da. À. Vị kem tươi rất là ngọt và bùi cộng với cả vị dâu kết hợp với vani ngon và ngọt nữa. Đây, trên chiếc poster này có ghi rất là rõ về ưu đãi năm về ưu đãi 50% khi bạn mua cây kem thứ hai tại Circle K thì bạn sẽ được giảm 50% cho cây kem đó. Cộng với cả cơ hội trúng vé CGV, mọi người nhớ nhất cơ hội trúng vé CGV cho cặp đôi khi bạn selfie cùng với cả cây Cornetto này, sau đó đăng trên Facebook kèm hashtag là selfie và mong kem thỏa chí. Yeah. Nhớ là khi mà đến Cornetto này thì đến giờ cây thì các bạn có thể đến từ lúc 11 giờ đến 13 giờ chiều, đồng thời từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 nhé. Đó chính là thời gian khuyến mãi của chương trình này, nên là hãy nhớ. Các bạn mình cũng sẽ đăng trên phần comment để các bạn nhớ rõ hơn, chi tiết hơn về cái đợt khuyến mãi này của Cornetto tại Circle K. Không gian của Circle K thì chắc là nhiều bạn cũng đã biết rồi đúng không? Rất là thoải mái, có rất là nhiều chỗ ngồi cho các bạn sinh viên hay là những người muốn dừng chân để uống một cốc nước hay là ăn một chiếc kem như mình đây. Không biết là có ai thích ăn kem không? Vào mùa đông giống như mình, đặc biệt là mùa đông luôn ấy, ăn kem thì thật sự là hết sảy. Mình cũng hay ăn kem Cornetto nên là biết rằng là ở dưới chóp này sẽ có một phần sô-cô-la đặc, nên là sẽ cố gắng ăn đến cuối đấy. À, các bạn nhớ nhé, cái kem mình chọn chính là Walls Cornetto dâu hạnh nhân. Và đây là sự kết hợp giữa kem vani và kem dâu, rất là ngọt ngào, rất là tinh tế. Và đặc biệt dành cho những bạn đã thích ăn dâu như mình thì cái vị dâu này rất là ngọt và thơm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhắc lại cho mọi người biết, Jamie đang ở Circle K. Và đặc biệt là như mình nhắc rằng là mình là một fan của mùa đông, mà khi mà ăn kem vào mùa đông thì cảm giác nó tê tái, nó lạnh quá, rất là thích. Mê tít luôn. Mà các bạn cũng có thể trải nghiệm cái sự ngon miệng này giống mình tại các cửa hàng Circle K vào lúc từ 11 giờ đến 13 giờ nữa nhé. Một cách mà để ăn kem không bị viêm họng đó chính là ăn từ tốn. Và mình sẽ thường ngậm kem ở phần khoang miệng cho đến khi nó tan hết ra và kem ấm lên nữa thì mình bắt đầu mới nuốt xuống dưới, cho nên là thường sẽ không bao giờ bị đau họng cả, kể cả ăn kem vào mùa đông. Đó chính là bí quyết mà mình bật mí với cả các mini app đang xem livestream này. Chào bạn Quý Nguyễn, chào bạn Hiền Nhím. Bạn Cha Cha cũng nói là em thích ăn kem vào mùa đông mà cũng ăn dâu từ nhỏ giống chị. Chúng ta giống nhau quá ha. Ôi bạn kêu là bạn Nguyễn Vương Phát kêu là chị ơi chị vừa hát đi chị. Ok rồi, bây giờ mình sẽ nhận cái thử thách này của bạn và sẽ lại quá. Vừa ăn kem vừa hát nhá. Bây giờ hát vào thì cho hợp với không khí ăn kem bây giờ nhỉ. Mọi người comment cho mình biết đi. Mọi người sẽ thích mình hát về gì, vừa ăn kem vừa hát. Đúng rồi, khuyến mại là chỉ có Circle K thôi nha các bạn. Từ mùng 1 tháng 11 đến mùng 5 tháng 12, từ lúc 11 giờ tới 13 giờ hàng ngày, đừng quên nhé. Bạn Trần Việt Sơn, sorry mình không thể nào đọc có dấu được, có comment là hãy hát bài Gen Dimi. Ok, bây giờ ta sẽ hát bài Gen nha. Mất nét rồi. Ok rồi. Ba giờ sáng căng hoàng khuya rằng ấm áp, bông lòng tin nhanh chợt lướt qua. Em ở đâu ra ngủ chưa hay vẫn giấc, hay bây giờ đây anh nghĩ nhớ. Lại quá. Có lẽ anh đang vui về người khác trong một vòng tay ấm áp. Có lẽ anh đang say trong ảo giác, nhưng hơi nghe như vòng trái đẹp. Hạnh quá. Bởi vì anh ghen mà. Vì anh yêu nói tôi thôi mà. Là anh đang ghen mà. Bởi vì anh quá yêu em, quá yêu em. Ghen mà. Vì đang yêu tôi mà. Là anh đang ghen mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Đây là một sách rất là khó đấy, tại vì là Ê hết cả đăng rồi. Mọi người áp quá. Không sao. Bây giờ sẽ vừa ăn vừa hát thì cảm thấy ê răng hơn rất là nhiều. Tại vì là nếu mà mình không hát thì mình có thể ngậm cho đến khi nào mà kem nó chảy hết thì mình có thể nuốt xuống. Nhưng mà bây giờ thì vừa phải nuốt vừa phải hát là ê khó ạ. Mình đã ăn sắp đến phần chóp sô-cô-la rồi, cố lên. Mọi người muốn nghe hát bài gì nữa nào?
bây giờ hát hay này, hát thực tế này, chứ không hát như vậy nghe vậy nhá. Để ăn sẽ hát hay luôn nhá. Đúng rồi, mình nhận ra là mình chưa có hát cái bài này trên livestream lần nào, nên là bây giờ sẽ hát cho mọi người nghe. Những lá thư anh gửi, em đều đọc không sót câu nào. Nỗi nhớ anh đã làm em mong mình hẹn hò nữa đi. Đến đón em chiều nay đi, dẫu khác nhau đôi điều, em lạnh lùng anh rất lãng mạn. Chính những điều này làm em tin tình yêu hai chúng ta trở nên thú vị. Anh người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ ba năm rồi đây, suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ngờ đây. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, hãy đến bên em lúc đây, ôm chặt em nhé, hôn em anh nhé, em thích thế này. Rồi, ngố một bài tiếng Hàn nữa thôi sẽ là kết thúc phần trình diễn ca hát ngày hôm nay. Bài gì bây giờ nhỉ? Tự dưng quên mất bài tiếng Hàn mình hay hát rồi. Bài gì nhỉ? À, đúng rồi. Sắp tới đây mình có đi trình diễn tại một cái buổi hội nghị viện Hàn, và sẽ có trình diễn cái bài này. Bài của Hậu Duệ Mặt Trời, không biết là nhiều bạn có biết không, tên là Once Again của Matt Cloud và Kim Na Young. Rồi mình sẽ hát thử nhá, hãy xem là mình hát có chuẩn không nhá. Vì vẫn còn đang tập, ngày 3 tháng 12 sẽ diễn cái khúc này. Rồi. 스쳐 지나가 버린 우유 앞에서 있어 가지 못할 꿈이었을까 우리 원하지는 너에게 전하지 못해서 한 번 더 널 사랑해 그뿐만이죠 밤창은 없어진 꿈 녹아내려버린 눈 네가 그리워진 뜨면 난 너를 데리고 잡지 않았어 널 다시 올 줄 알고 그리워하다 보면 언젠가는 다시 올 줄 알고 연령과 감정이 시작 끝 시작 끝에 서 있어 비상등 저어 눈속 혼자 후루꾼이 불켜 있어 아무리 생각해도 답은 넌데 Tính kem với tay thôi. Ok. Ta đang là chúng ta sẽ kết thúc phần hát ngày hôm nay. Và trước khi mà chào tạm biệt mọi người thì mình sẽ nhắc lại lần nữa nha. Nhớ đừng quên cái khuyến mại rất là đặc biệt là cho những bạn yêu kem như mình ngày hôm nay, đó chính là giảm 50% cho cây Cornetto thứ hai khi bạn đến mua Cornetto tại Circle K từ thời gian ngày 1 tháng 11 đến 5 tháng 12 vào lúc 11 tới 13 giờ trưa, nhớ nhé, nhớ cái khung giờ này nhé. Và một điều khuyến mại thứ hai đó chính là tặng vé CGV dành cho những couple may mắn khi các bạn selfie cùng với cả Cornetto post lên Facebook kèm hashtag selfie Melly ăn mâm kem thả chí, và sau đó sẽ lên Zalo World của Việt Nam, và các bạn sẽ có thể các bạn sẽ là cặp đôi may mắn như cái pin tại CGV ra cấp vé miễn phí. Dạ, đừng quên nhá. Ok, một cái tip đặc biệt cho những bạn trai nào hoặc là bạn gái nào muốn tỏ tình với cả người đặc biệt của mình thì có thể mua thật nhiều kem Cornetto cho bạn người bạn thích, và sau đó sẽ trúng ngược vài cặp vé đi xem phim, nhưng vì bạn sẽ dùng nó đi xem cùng, và sau đó sẽ tỏ tình
khi mà bạn đang cùng ra đây xem một bộ phim lãng mạn chẳng hạn như thế, đúng không nào? My thì chưa thực hiện cái điều đấy, nhưng mà các bạn có thể là những người thực hiện điều đó đi sao? Hãy lãng mạn lên, hãy yêu lãng mạn lên, ok? Yeah. Đây chính là cái poster của phần khuyến mại lần này tại Maito với ưu đãi 5% cho tiết kem thứ hai nha, và cặp vé CGV miễn phí. Và yên tâm rằng là mình sẽ copy cái phần information này cho các bạn vào phần comments của cái livestream này, nên là các bạn nhớ để kỹ và tham gia cái đợt khuyến mại nha. Ăn kem thỏa thích luôn, ngon mấy tí, ngon mấy tí. Và mình sẽ ăn đến phần chót cho mọi người xem cái phần chót sô-cô-la này nha. Ta-dang! Các bạn nhìn kỹ nha. That's it, okay, ưu đãi 50%. Cho cái Coretto thứ hai khi mua hai cây kem Walls Coretto ở Circle K từ 11 giờ đến 13 giờ từ ngày mùng 1 tháng 11 đến mùng 5 tháng 12 năm 2017. Yes. Là đó khung giờ vàng để các bạn mua nha. Sau đó còn có thể trúng cặp vé miễn phí đi xem GGV nữa. Ok. Good good good. Hy vọng là buổi livestream ngày hôm nay đã giúp ích được các bạn có thể bước kem, sau đó được giảm giá, cũng là có thể được nhận cả phần quà của cái CGV nữa. I hope you like it. Chào Hải Quân. À, nghe ngay. Mình sẽ finish chơi game này trong vòng 10 giây nữa, mọi xem. Phần dưới có siro nha. Đã đến phần sô-cô-la đặc mà mình thích rồi. Sô-cô-la đặc. Mà các bạn ơi, mình có nên đi ăn thêm cây kem thứ hai không nhỉ? Tại vì rất là ngon. Mình nghĩ là sẽ tiếp tục chọn một cây kem nữa để ăn. Đấy. Dạ đây nha. Quên trả tiền. Bây giờ thì lại nhá. Và cái game này thì mình sẽ được giảm giá 50%. Yes. Phải xếp hàng để chờ được mình chờ tí nha. Chờ mãi trên đấy mới trả tiền.
ơi, mua cái thứ hai được 50% đúng không em? Là bao nhiêu ấy nhỉ? Là chị lấy một cái nữa đi. Chị ăn một cái rồi, đây là cái thứ hai của chị. Ờ, chúng ta là phải mua chung một hóa đơn nhỉ? À! Không sao, không sao. Ra lên. Ờ, đi mở lên chỗ nào. Rồi, ok. Bye bye. Chị thứ nhất, cảm ơn em. Ây cơ. Yeah. Mình đã ăn hơi bị nhiều nhỉ. Hôm nay sau bữa ăn này hai cái kem chắc là sẽ phải đi chạy khoảng tầm tiếng đồng hồ. Có kem cách sexy. Ok. Đây là chiếc cornetto Oreo. Có bánh Oreo vào. Có một lớp Oreo vào ở trên này này. So good. Là một lớp sô-cô-la cứng ở trên. So good. Bị gãy mất rồi. Gãy mất rồi. Vị Oreo này thì rất là khác với cả vị dâu mi ăn. Nếu bạn nào thích những cái vị ngọt đậm đà hơn thì có thể chọn cái kem Oreo này. Còn vị dâu vanilla thì nó sẽ thanh mát hơn và không bị ngọt quá. Kết nối có vẻ hơi bị kém đúng không? Mọi người đang bảo là mờ quá nè. À, vì đang nghiền răng nên răng hơi kém nên là cái phần sô cô la cứng này đang làm khó min. Ok. Lạnh mới điên cái em chứ nó. Vị cornetto mà mình thích nhất đó chính là vị chắc là vị dâu vani luôn đấy, mình chọn dâu hạnh nhân vì vị đó có cảm giác ăn không bị ngọt và nó rất là mát đấy, hợp với cả cái sở thích của mình. Oreo này đậm đà hơn một chút. À, lại quá. À. Chắc là phải bạn ấy rủ thêm bạn bè đi mua cùng hai chiếc ô là kem quét tô này một lúc thì bạn sẽ đạt được giảm 50% cái thứ hai, chính xác rồi đó. Cho đây sẽ là bữa sáng cộng bữa trưa của mình nữa. À, còn dính trên mồm nữa.
Thế cảm ơn mọi người đã cùng xem buổi livestreaming này, và hy vọng rằng là mỗi lần livestreaming thì mình có thể đem đến cho các bạn rất nhiều thông tin hữu ích về các đợt khuyến mãi giảm giá cho mọi người có thể cùng thưởng thức kem với nhóm Mimi bây giờ đây và thời tiết lạnh ở độ như thế này rất là lãng mạn, dù kể cả bạn đi một mình hay là hai người hay nhau đấy. Và còn rất nhiều đợt khuyến mãi của Cornetto nữa, nhưng mà mình sẽ comment ở dưới để các bạn cùng xem và cùng nhớ lại những cái thông tin hữu ích mà mình đã nói từ đến giờ nhé. Sợ mọi người mình nhìn mình mảng kem ngon quá nên đã quên mất thông tin đó rồi, thì mình sẽ comment ở phía dưới để cho mọi người nắm rõ hơn về thông tin ngày hôm nay. Và cảm ơn mọi người đã cùng tham gia xem livestreaming này, và hy vọng rằng là sẽ được gặp mọi người sớm hơn nữa ở các livestreaming lần sau. Anh ơi, bye bye. Thôi rồi, một lần nữa nhận luôn, thì mình vẫn sẽ ăn hết cây kem này đó chính là được khuyến mãi này, gồm có hai cái khuyến mãi nha các bạn. Một cái đầu tiên sẽ là được giảm giá 50% cho cây kem Cornetto thứ hai khi các bạn mua tại Circle K vào ngày mùng 1 tháng 11 đến mùng 5 tháng 12 vào lúc từ 11 giờ đến 13 giờ trưa, đó chính là khung giờ vàng của các bạn để đến mua cây Cornetto, nhớ nhé. Và cái thứ hai đó chính là sẽ được tặng một cặp vé CGV miễn phí khi các bạn selfie cùng với cả kem Cornetto. Selfie. Sau đó post lên Facebook kèm hashtag selfie Melly mâm kem thả chí, và sau đó share cái ảnh chụp màn hình này trên Zalo Walls Việt Nam, và các bạn sẽ có cơ hội được trúng cặp vé CGV miễn phí dành cho hai người, cho couple may mắn. Úi chạy, dính kem ạ. Vừa ăn kem ngon vừa được trúng thưởng, chả tội gì đúng không? Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah.